Kính thưa quý vị, chiến hạm USS Kidd của Hoa Kỳ vừa ngưng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích. Hôm qua, các viên chức quân sự Hoa Kỳ đã thông báo rằng chiến hạm USS Kidd của Hải quân Hoa Kỳ vừa ngừng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích trên Ấn Độ Dương. Hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho rằng phi cơ hải quân tầm xa là phương tiện hiệu quả hơn trong việc tìm kiếm chiếc Boeing 777-200. Vì vậy, họ quyết định ngừng hoạt động của tàu USS Kidd. Hải quân Hoa Kỳ đưa ra quyết định sau khi tham khảo ý kiến của chính phủ Malaysia. Trung tá William Marks, một phát ngôn viên của hạm đội 7 cho hay, hai phi cơ dò thám P-3 và P-8 vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm. Sau khi tham gia tìm kiếm phi cơ mất tích ở Ấn Độ Dương, USS Kidd sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trước đây. Hai phi cơ dò thám P-8 Poseidon và P-3 Orion có thể bao quát khu vực rộng gần 25.000 dặm vuông trong hành trình kéo dài 9 tiếng. Chúng mang theo radar tìm kiếm tiên tiến, cảm biến quang điện và có thể bay thấp trong trường hợp cần thiết.